Rồi tới mình bắt một con mái nha. Con mái mình gửi cho anh Lưu, anh Lưu ở ngoài Phú Quốc với anh lấy một cái lồng. Cho nên mình làm cái thùng mình bỏ vô luôn. Của anh Lưu nha, ngoài Phú Quốc bắt con mái. Con mái này mới nhập nha anh em. Mới nhập Malaysia về luôn nha. Để mình vô mình bắt con mái ra nha. Máy này nè, máy kèm lắm nha, thấy gì đâu. Con máy này là máy nhập Malaysia nha anh em, con máy nhập từ Malaysia về luôn. Anh Lưu anh bắt con máy với cái lồng ha, mình đi gửi vậy. Để mình quay camera lại cho anh em xem nha. Anh Lưu ha, thị trấn An Thới nha, anh Lưu nè, Phú Quốc Kiên Giang ha, nhà nghỉ Bảo Ngọc ha, khu phố 6 tổ 4 ha. Anh Lưu lấy cái lồng với con máy nha. Đợt trước anh Lưu mình đăng lên, anh Lưu anh lấy 4 cái lồng mà xây 42 đó anh em. Rồi đợt này anh lấy thêm một cái nữa mà điều này xây này có 40 rồi nha. Mọi người anh lấy về anh nuôi thử coi nó có đạt không, thì bạn anh làm tiếp tục làm xe 40 hoặc là xe 42 để anh về cây 42 với 40 cho anh trải nghiệm thử ha. Rồi em cũng cảm ơn anh Lưu ha, anh Lưu đã ủng hộ em hết mình ha. Này tới thêm một con nữa, một cái con này lúc trước cũng của anh Lưu, anh chốt trong lòng Mavi với anh em, rồi sau giờ cái anh bắt thêm con máy, cái anh không ảnh con đó kêu để lại sao anh bắt, thì có người điện hỏi thôi mình chia sẻ nó cho người khác luôn nghe anh em. Chừng nào anh Lưu có thích thì mình bắt con khác lại cho ảnh ha, để mình quay chút xíu cái con của anh Lưu bắt ra chặt hơn 2 tuần mà nó kêu hết hồn rồi. Nó cũng mới nổi lên 3 bữa nay hả, mấy bữa trước mình nó đâu kêu, bữa nay mình đi ngang nó kêu quá. Để mình vô mình quay cho anh em xem luôn nha.
con này của anh luôn nha. Mà tại anh chốt rồi sao mà anh Việt cái điện ngay chăng rồi anh để cho anh Việt luôn. Việt mà Bình Thuận ha. Ngay bến xe bắt luôn. Mới phát lên cũng bài bữa nay mình kêu gì nữa không biết sao nữa. Cái con này của anh bắt cho anh Việt mà bánh xe bắt nha, tại vì con này lúc trước của anh Lu có chốt trong lòng bà Phi á, mà anh nó đợi sao anh bắt anh nhảy lên trên để mình để cái camera lại, mình quay lên đó, nó nhảy nó nằm lên đó, nó thúc mình ha, để mình đổi camera lại, mình quay vô đó cho anh em xem ha. Con này mình giao cho anh Việt Bình Thuận nha. Con hổ nó cắn bầu ha. Cái con này lúc trước nó nổi trong lòng Huy, rồi anh Lu Phú Quốc anh chốt rồi với con máy, rồi sao mà anh thôi anh bắt con máy thôi, con này không thẳng anh để sao, rồi có cái người anh Việt ở ngoài bến xe bắt ở ngoài là Bình Thuận ha, anh mới điện vô rồi anh hỏi rồi anh chốt con này luôn nha. Mà anh không có Zalo ha, là Messenger gì hết nha anh em, anh chỉ là điện thoại ngoài thôi, rồi mình nói có con gì thì anh chịu anh mua thôi, chứ ngoài ra anh không thấy mặt con cu này nha, mà không nghe tiếng kêu luôn nha. Anh chỉ nói lựa cho ảnh thì con nào nhắm được thì anh bắt, rồi mình nói có con thỏ này nó cắn bầu tiếng hơi lớn nè, dòng này dòng di chuyển anh em, rồi anh nói gì thôi để cho anh bắt nè, mình cũng chia sẻ cho anh con này luôn. Con này mình bắt trong lòng bao ra nó cũng hơn hai tuần, tại vì con này nó nổi trong dữ dằn lắm rồi, hai ba con máy theo nó ha. Rồi mình chốt cho ảnh luôn. Rồi con này mình cũng gửi một lượt với con máy của anh Lu luôn nha. Anh Lu bữa gửi con máy với cái lồng đó. Rồi mình gửi với con này luôn. Với cái con đầu tiên mình bắt là mà mình không có nói ở đâu, không chốt cho ai hết nha anh em. Con đó là một cái con của người ta mua con cu nổi, nhưng mà người ta cũng nói là không đăng gì hết của người ta lên, cho nên mình bắt rồi mình nín thinh luôn, không có nói gì, không nói ở đâu hoặc là không nói gì hết. Cũng có người em đó chốt vậy rồi mình cũng nín thinh luôn. Rồi bắt của cái người em đó với anh Lu máy xong rồi, giờ mình bắt cái con này của anh Việt nè, ở đó ở Bình Thuận mình nha, ở Bình Thuận chứ, anh Việt Bình Thuận bánh xe bắt ha. Con này mình cũng không nghĩ là nó lên dữ vậy nè. Giờ mà mình đi ra nó gặp mình lão bo, gặp mình là nó bo đó. Mà giờ mình qua điện thoại vô đây nó nín thinh, nó thúc bình thường nè. Nó dạng ghê không, nãy nổi lên nó thần mau thấy ghê thần không. Hai tuần thôi.
này mình kêu là bo đó, gặp mình là thúc vậy đó. Mình đâu có chọc có thơ lấy cho nó đâu, tại nhầm con chứ không phải con nào cũng vậy nghe anh em. Nhầm con nó chịu, con không, con nó không. Mình cũng không có biết trước ai dặn là mình không có nghe, có khi mình có con nào thì mình để ý quậy vô trong đó, anh nào mà anh nào có duyên với mình thì điện ngay chăng cái giờ đó thì mình sẽ đưa con đó cho anh em đó thôi, chứ ngoài ra mình không điện bất cứ cho ai được. Anh em mình không biết điện người này người kia người biết ta có chịu không, cho nên người nào điện thì mình nói giờ còn con đó, thì anh em nào có duyên với con đó thì cứ việc điện, thì mình nói còn con đó thì anh em bắt thôi. Cũng như anh Việt có duyên với con này, con này đáng lẽ là của anh Lưu, anh chốt ở trong lòng Ma Vi, nhưng mà anh nói anh đợi đợt sau anh mới bắt, rồi cho nên mình sẽ chia sẻ lại cho anh Việt. Còn anh Lưu thì sao có con nào lên thì anh em mình thì bắt lại con ấy nghe, chứ bây giờ mình đâu biết được, tại vì trong con trong lòng Ma Vi mình bắt ra bắt buộc mình phải chia sẻ cho anh em nha anh em, chứ mình cũng không có để trong này để làm gì, nó nổi lên dòng nào thì mình bắt dòng đấy, tiếng nào thì mình bắt ra tiếng đấy, chứ không có lựa được. Còn anh em nào mà chốt ngay chăng cái tiếng đó ngay đó thì được hả nghe anh em. Nó kêu hoài vậy đó, mình đứng đây một tiếng đồng hồ là nó kêu tiếng đồng hồ đó, đứng hai tiếng lại kêu hai tiếng gì hoài đó, mình cũng không dám đi phớt ngang luôn. Bây giờ mình đi phớt ngang lại gặp mình là nó bo đó, mình để cái điện thoại mình quay gì nè, nó gan như mồi thần không, mới bắt ra có hai tầng mà nó như mồi thần không nè. Cũng như là thôi anh Việt cũng có duyên với cái em này rồi, cái em này em thổ cắn bầu nha, bo tiếng lớn lắm. Đây mình giao cho một người không nói tên, không nói ác gì hết đó nha anh em, tại vì có con của anh em đó không cho đăng nha, cho nên mình cũng không nói gì hết nha. Chứ nhưng con của anh Lưu của Quách anh bắt con máy, con này của anh mà anh nói đợi từ từ anh bắt, rồi cái việc tính ở ngoài bến xe bắt ở ngoài Bình Thuận á, anh chốt mà thôi mình bắt luôn anh em, mình nữa được sao anh Lưu có thấy anh có muốn thì con nào nổi thì mình chia sẻ anh con nấy nha, chứ giờ mình bắt ra thì mình không có để trong lòng, mà quên bắt rồi là mình không, mình phải chia sẻ cho anh em chứ mình không có để ra nha. Anh em thấy nó kêu bình thường không, con này của anh bắt, con này thổ cắn bầu. Mới phát lên có 3 bữa. Rồi thôi mình bắt anh em ơi, để đi xe không trễ à ha. Con quá anh em ơi, thổ cắn bầu nè, của anh bắt nha,
rồi thôi mình đem vô mình đóng, mình bỏ vô thùng rồi đi luôn anh em ha. Rồi hộ cán bầu của anh Bắc ha, anh gửi vào bến xe Bắc của anh Việt ha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em ha, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình ha, vừa qua ha. Thôi mình bỏ kim cho thùng rồi mình để đi gửi anh em ơi, để trễ giờ ha. Rồi mình đem chống bỏ thùng đi ha. Rồi kim của anh Việt ở ngoài bến xe Bắc ở ngoài Bình Thuận ha. Cảm ơn. Mười rồi ha, xong là năm. Trời ha. Rồi thôi mình cũng đi anh em ơi, chứ sáng 6:10 rồi mình chạy tới dưới chắc cũng cỡ 7 giờ, mình chạy 40-45 phút luôn đấy ha. Sáng bình minh lên thấy mặt trời đẹp không. Mình nằm ở ngay sông Hậu nha, sông Cần Thơ nha, mình thuộc về Ô Môn nha. Mình là ngay mình là ba cái trụ đèn anh em, bên đó 3 cây, bên mình 3 cây nha, bắt ngang sông ha. Ha của anh Việt nha, bến xe Bắc Bình Thuận ha, điện trước anh 40 phút. Rồi mình đem gửi luôn em ơi, chung với của anh lưu với một người không cho đăng, không nói tên gì hết, nên mình cũng không làm gì hết, mình bắt mình bỏ vô thôi ha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều vừa qua đã ủng hộ mình ha. Rồi thôi mình đi gửi nha, bye bye anh em nha, chúc anh em có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha, bye bye anh em.